Bạn Mai Văn Trung ở Lào Cai có hỏi: chào nhà thuốc, tôi có nhu cầu cần mua cây cà gai leo, rễ cây mật nhân và cây xà đen để tăng cường hiệu quả điều trị bạch gan. Tôi chưa rõ là cần phải mua số lượng như thế nào để hợp lý để bảo quản và sử dụng, đồng thời thì phương thức thanh toán như thế nào. Ngoài ra thì tôi có nhu cầu cần mua cây giống, xin nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Chào bạn, trong câu hỏi thì bạn không đề cập đến là mua cho mấy người dùng. Nếu như đối với một người thì để bảo quản tốt và sử dụng hợp lý, tránh ẩm mốc, thì bạn nên mua 3 cây thuốc này theo tỷ lệ là 2 kg cà gai leo, 1 kg xạ đen và 1 kg rễ mật nhân để kết hợp sử dụng. Dùng xong thì bạn nên gói kín và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc thì rất là dễ gây hiện tượng mốc. Còn về cây giống thì rất tiếc là thời gian này thì chúng tôi không cung cấp cây giống cho khách hàng. Cách thanh toán và vận chuyển thì chúng tôi sẽ gửi hàng thông qua đường bưu điện, thông qua dịch vụ COD. Bạn chỉ thanh toán tiền khi nhận được hàng. Một số thông tin thì xin phép được chia sẻ đến với bạn.